Tử vi tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bước vào thời điểm cuối năm, ai ai cũng đang bận rộn với những kế hoạch, những công việc để hoàn thành được mục tiêu của bản thân đã đặt ra trong năm nay. Cũng vào thời điểm này, chắc hẳn nhiều gia chủ tuổi Ngọ có nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá vận mệnh tử vi tháng 12 âm lịch của mình. Việc dự đoán tử vi hàng tháng sẽ giúp cho nhiều người giảm thiểu rủi ro, bất lợi, đổ vỡ, gian lao, tích cực chủ động đón nhận những điều thành công, may mắn. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị về tử vi tháng 12 năm 2020 của các gia chủ tuổi Ngọ. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi chia sẻ, anh chị có thể áp dụng vào cuộc sống để vận trình công việc trong tháng 12 được hanh thông, thuận lợi. Quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Ngọ. Cần chú ý những ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 12, tức ngày 16 tháng 1 dương lịch có nạp sát là sát Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 12, tức ngày 28 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Bình Tý. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 12, tức ngày 9 tháng 2 dương lịch có nạp sát là Mậu Tý. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 12, tức ngày 23 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 12, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Thứ ba là ngày 28 tháng 12 âm lịch, có nạp sát là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là những ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt còn cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, về sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ vướng phải nhiều sóng gió trong khoảng thời gian này, vì thế mà quý gia chủ cần chuẩn bị trước tinh thần đối diện với khó khăn, chớ nên lùi bước vì những rắc rối nhất thời. Hãy coi đây như một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp mình trở thành một người xuất sắc. Nếu bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ khó đạt được những tiến bộ lớn và xác suất tăng lương, thăng chức cũng rất thấp. Hơn nữa trong tháng sẽ xuất hiện rất nhiều rắc rối trong công việc và tình trạng làm việc kém hiệu quả sẽ khiến quý gia chủ thường xuyên bị cấp trên chỉ trích và khiển trách. Thậm chí quý gia chủ có thể mất việc. Đối với tuổi Ngọ trong vai trò lãnh đạo, điều quan trọng nhất sẽ nằm ở khía cạnh con người và bạn cần phải nỗ lực nhất định để hòa nhập với mọi người xung quanh. Đừng quá hà khắc với cấp dưới mà hãy thuyết phục mọi người bằng niềm tin, sự tử tế với người khác. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 12 cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc hanh thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Ngọ hãy sử dụng vòng tam giác khai vận
để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, mặt tài lộc. Vào tháng 12 âm lịch, tin vui là tài vận trong tháng của người tuổi Ngọ khá ổn định, việc thu chi khá cân đối nên không cần phải lo lắng nhiều. Tiền bạc của cải bản mệnh tiếp tục duy trì ở mức ổn định so với tháng trước. Những người trẻ tuổi có ý định đầu tư, khởi nghiệp, nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Quý gia chủ có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đặc biệt, vật phẩm còn hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Ngọ. Thứ ba, mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi tình duyên của tuổi Ngọ không có nhiều biến động trong thời điểm tháng 12, đa số lứa đôi đều ở bên nhau một cách hòa bình, không có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Dù có tranh cãi, cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp. Một số người tuổi Ngọ độc thân sẽ khá nổi tiếng với những người khác giới và có nhiều người ngưỡng mộ. Từ đó, bạn có thể gặp đúng người để bắt đầu một mối quan hệ. Những gia chủ tuổi Ngọ có vẻ đẹp về bề ngoài nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhu nhát nên cần chủ động hơn trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm nếu muốn có một kết thúc viên mãn trong tháng 12. Đừng để tình cảm quá ảm đạm, sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Để bản mệnh thành công hơn trong sự nghiệp cũng như vượt qua những khó khăn, bước sang tháng 12 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Ngọ nhanh nhẹn, trang trí hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, dần, ngọ, tuất, các gia chủ sẽ hóa giải được những vận cản, ngáng ngường, tiền tài, rủng rỉnh, quan vận hành thông. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của quý gia chủ khá tốt, giúp bạn có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy vậy, quý gia chủ vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi và thư giãn để chăm sóc sức khỏe. Vì thời tiết lúc này đã trở lên lạnh nên bản mệnh phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục, thể thao và ăn uống đầy đủ sẽ có tác dụng rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận thế của người tuổi Bính Ngọ cực vượng, quý nhân trợ giúp cũng giúp bạn có những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được những khó khăn tồn tại trước mắt nếu quý gia chủ không phải chịu đựng nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên, tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan. Vì thế, những ai có ý định đầu tư cũng không nên nóng lòng, muốn thu được lợi nhuận trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, cần phải phân tích rõ những mặt lợi, mặt hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ trong tháng khá ổn định, chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Bên cạnh đó, người tuổi Bính Ngọ nên sử dụng kim bài thái tuế mang theo bên mình để bảo vệ bản thân, mang lại may mắn, tài lộc. Thứ hai, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong tháng 12, người tuổi Mậu Ngọ gặp phải nhiều chuyện cần suy nghĩ, áp lực công việc lớn, thành tích không được lý tưởng, sẽ phải giải quyết những chuyện phiền phức liên quan tới khách hàng, mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao cũng không thuận lợi, đặc biệt khi sau lưng luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi. Trong công việc sẽ dễ xảy ra sai sót khiến cơ thể phải chịu mệt mỏi. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn để đạt được những thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990.
Người tuổi Canh Ngọ gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội để thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường để có thể kiếm được những khoản thu nhập ngoài mức lương. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc. Những người còn độc thân có thể có được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi. Nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Hơn nữa, năm 2020, tuổi Ngọ nằm trong bộ tứ hành xung Tý, Mão, Dậu, Ngọ nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hưu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, nhưng người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ tư, tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Nhâm Ngọ 2002 có vận trình học hành vô cùng ổn định, thi cử thành đạt, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy vậy, cần lưu ý dù có thành tích tốt cũng không nên kiêu ngạo. Tâm lý còn nhiều rối loạn khiến bố mẹ lo lắng, mệt mỏi, cần phải chú ý lời ăn, tiếng nói, không nên xa vào chuyện yêu đương vì tuổi này cần phải tập trung học hành. Bố mẹ cũng nên chú ý tới hành vi của con cái, quản thúc chu đáo, nếu không con sẽ đi sai đường. Khuyên gia chủ tuổi Nhâm Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy, kim bài, thái tuế để tăng tài vận, giảm xui xẻo công việc, học hành được hanh thông, thuận lợi. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 âm lịch của các gia chủ tuổi Ngọ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.